Giữa lúc chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp đặt những chế tài mới về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc báo cáo ngày 2 tháng 2, tra tấn và lao động cưỡng bách là chuyện thường thấy trong các nhà tù Triều Tiên, lên đến mức tội ác chống nhân loại. Phúc trình được công bố 7 năm sau khi một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc phát hiện có tội ác chống nhân loại, cũng cho biết các trại tù chính trị do lực lượng an ninh điều hành vẫn tồn tại, dù thông tin rất khó có được. Bà Michelle Bachelet, cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói tội ác chống nhân loại tiếp tục diễn ra tại Triều Tiên và thúc đẩy các cường quốc thế giới theo đuổi công lý, ngăn ngừa những vi phạm thêm nữa. Phúc trình kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa Triều Tiên ra trước Tòa hình sự quốc tế để xét xử hoặc lập một phiên tòa liên hệ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trên NBC News ngày 1 tháng 2 rằng Mỹ có thể phối hợp với các đồng minh có thêm những chế tài bổ sung chống lại Triều Tiên như là một cách phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông nói các công cụ khác bao gồm những sáng kiến ngoại giao chưa xác định rõ. Triều Tiên phủ nhận có các trại tù chính trị và vào tháng 7 năm ngoái lên án loan báo chế tài của Anh đối với hai tổ chức mà chính phủ Anh nói có liên hệ đến lao động cưỡng bách, tra tấn và sát hại trong tù. Phúc trình của Liên Hợp Quốc viện dẫn các cuộc phỏng vấn với các cựu tù nhân nói Liên Hợp Quốc tiếp tục nhận được những tin tức thường xuyên và khả tín về việc tra tấn về thể xác và tinh thần có hệ thống đối với tù nhân bằng cách đánh đập và bỏ đói. Phúc trình tái xác nhận những phát hiện trong năm 2014 của cuộc điều tra Liên Hợp Quốc do cựu thẩm phán Úc Michael Kirby dẫn đầu và cho thấy tội ác tra tấn chống nhân loại tiếp tục xảy ra trong hệ thống nhà tù thông thường. Vẫn theo phúc trình, lao động cưỡng bách có thể lên đến mức tội ác nô dịch chống nhân loại cũng tồn tại trong các nhà tù ở Triều Tiên.